Nhà tôi bỗng khói trắng ngút lên ban trưa mùa hè. Mẹ tôi nói chuyện nhà bé thôi, con đừng về. Bố đi làm xe, mẹ làm việc không ngừng. Tôi không nói chỉ lặng lẽ đeo ba lô lên lưng. Em trai tôi nói đợi chút nha, em về cùng. Tôi đi trước để lại chiếc tin, đừng lo lung tung. Suốt đêm nằm khóc, lo là mình vô dụng. Hai mươi mấy năm mình đã sống quá ung dung. Nhà là nơi ấm áp ngọt ngào mà ta đôi khi hay quên. Nhà là nơi xứng đáng được dành nhiều thời gian để yêu thêm. Từng ngày trôi ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Để rồi hôm nay khóc rất to khi khói trắng bốc lên. Chúng ta phải nghe một điều xót xa.